để tao mà gặp mày một lần nữa nhá thì tao cho mày lên phường. Biến! Biến! Hóa ra anh là cái loại chỉ đi vào toilet nữ để sàm dỡ à? Biến rồi, biến rồi. Đây là nhà vệ sinh nam à? Là dân trí thấp thì lại tự ái. Cô cần giúp gì cứ bảo tôi nhá. Tôi không quen nhờ bảo người lạ. Em đồng ý là người yêu anh nhá. Em xin lỗi. Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Thằng kia! Để tao mà gặp mày một lần nữa nhá thì tao cho mày lên phường! Biến! Cô, để tôi dắt cho. Bảo vệ mới à? Vâng. Tôi mới làm việc hôm nay. Cô cần giúp gì cứ bảo tôi nhé. Trẻ nhỏ với cả người già mới cần là giúp. Tôi thì không phải là trẻ nhỏ. Thanh bảo tôi là người già. Không, tôi không có ý đấy. Chỉ là... Rồi sao cần phải giúp tôi đâu. Tôi không quen nhờ bảo người lạ. Làm gì đấy? Tôi thấy trời nắng nên là tôi muốn che cho cô thôi mà. Mấy cái chiêu trò này của mấy anh ấy, tôi cũng chả lạ gì nữa đâu. Tôi lười uống nước, lười ăn rau, toàn ăn đồ nóng nhiều nên là thận tôi cũng không có tốt đâu. Cô nói gì tôi không hiểu. Tôi chả hiểu cô nói gì cả. Mặt tôi tuy trẻ nhưng mà tôi không phải là loại ngây thơ hay là ngờ nghệch. Mấy cô lại sinh viên mỏ như anh ấy nên tìm người khác để thực tập đi. Cô nói cái gì? Tôi không hiểu. Là dân trí thấp thì lại tự ái. Tôi chả biết người nhà quê canh giúp đỡ nhau như nào. Nhưng mà trên thành phố ấy, nếu mà người ta không nhờ mà cứ giúp đỡ nhiệt tình như này là vô duyên đấy. Tốt nhất là anh nên làm tốt thân phận bảo vệ của anh đi. Alo. Mấy tháng nay tao chỉ có bán được mấy đơn lẻ tẻ thôi. Nếu bây giờ không ký được hợp đồng lớn, chắc là cuối tháng này tao không cầm cự được mất. Mà mày có mối nào ngon ngon ấy thì giới thiệu cho tao với. Tao cảm ơn nhá. Bye bye. Cô say là bài nhà vệ sinh nữa. Biến thể biến thể anh. Hóa ra anh là cái loại chỉ đi vào toilet nữ để sàm dỡ à? Biến thể biến thể anh. Này nhá, anh động vào ai thì được nhá, chứ động vào tôi là tới số rồi nhá. Tôi biết ngay mà, cái loại như anh ý hèn hạ chỉ đi dình ngón cái ra thôi. Tôi sẽ báo quản lý. Đây là nhà vệ sinh nam à? Biến thái khốn kiếp. Đáng lẽ lúc đấy mình phải đánh cho hắn một trận mới được. Thôi sao lại quên cái vấn đề đấy nhở? Chào em. Chào anh. Chào em. Chào anh. Em đợi anh lâu chưa? Lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Đừng nói với tôi là anh là giám đốc công ty Winnie nhá. Đúng rồi. Sao? Em thấy hối tiếc à? Em đồng ý là người yêu anh nhá. Bố đây! Xin lỗi đi! Em nhá. Chưa?
em xin lỗi. Anh rất là tốt. Nhưng mà em xin lỗi ạ. Ngày trước ấy, anh dùng bao nhiêu công sức để theo đuổi em, thế mà em lại làm nhục anh. Còn bây giờ sau bao năm không gặp thì thời thế thay đổi rồi. Chắc có lẽ là em đang cần sự giúp đỡ của anh nhiều đấy. Tôi đến đây để bán công việc, chứ không phải nhắc đến chuyện quá khứ. Em thì có thể là quên rồi đấy, nhưng mà anh thì không bao giờ quên cái mối nhục nhã ấy đâu. Em chấp nhận nhìn công ty của em bị phá sản à? Thế còn nhân viên của em thì sao? Họ không ung dung tự do tự tại như em được đâu. Em muốn nhìn họ mất việc rồi sống trong cảnh lầm than đấy à? Em muốn gì? Anh có thể ký kết hợp đồng với công ty em lâu dài. Khi mà em đã ký kết hợp đồng này ấy, thì chắc chắn là em sẽ có thể vực lại công ty và có thể còn phát triển công ty hơn nữa. Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Anh chẳng muốn cái gì cả. Ngoài em, chỉ cần em đồng ý làm người yêu của anh thôi là anh sẽ ký kết hợp đồng với công ty em. Đừng học. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Quá lợi cho em rồi còn gì. Vừa cứu được công ty mà lại còn có được một người đàn ông đẹp trai tài giỏi như anh. Anh vẫn chơi chẽ và bị ổi như lúc trước nhỉ? Anh đừng bao giờ nằm mơ nữa. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện của anh đâu. Vậy là em chấp nhận nhìn công ty của mình phá sản à? Anh nói thật nhé, ngoài anh ra bây giờ không có ai chịu đầu tư đổ tiền vào công ty của em nữa đâu. Mà anh làm thế cũng chỉ là vì anh yêu em thôi. Anh mà động tay động chân một lần nữa là tôi đánh anh đấy. Có chết tôi không bao giờ đồng ý cái điều kiện của anh. Thôi được rồi, có trách ấy thì cũng là trách anh quá là si mê cái bản tính ngang ngạnh của em thôi. Anh sẽ ký hợp đồng với công ty em mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Anh muốn đặt trước một số lượng hàng lớn để phục vụ cho các đại lý. Em cứ chuẩn bị kỹ cho anh. Em không có cơ hội thứ hai đâu. Được rồi, tôi chuẩn bị. Anh kìa, tôi bận tôi mới quên chuyện của anh đấy. Mà công nhận anh vẫn mặt dày ở đây cơ. Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu, sao phải sợ? Không làm gì sai. Nếu mà anh biết điều ấy thì tôi nghĩ là anh nên cuốn gói khỏi đây. Chứ đừng có để tôi báo công an đấy. Tại sao lúc nào cũng định kiến với tôi thế nhở? Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi. Mà hôm đấy rõ ràng là cô hùng hổ và đánh tôi, không cho tôi giải thích, bảo tôi là thằng biến thái. Mà ấy, hôm đấy chính cô là vào nhầm nhà vệ sinh nam đấy. Anh nói cái gì? Này nhá, anh động vào ai thì được nhá, chứ động vào tôi là tới số ấy nhá. Tôi biết ngay mà, cái loại như anh ấy hèn hạ chỉ đi dình ngón cái ra thôi. Tôi sẽ bảo quản lý. Đây là nhà vệ sinh nam à? Nói chung là anh cũng chẳng phải người đàng hoàng tử tế gì. Nếu mà là người đàng hoàng tử tế thì đã không làm cái nghề thấp hèn này. Chả có nghề nào chân chính mà là thấp kém cả. Alo, tôi nghe. Cái gì? Toàn bộ lô hàng bị trả lại vì không đúng địa chỉ á? Cậu đã kiểm tra lại kỹ chưa? Em đã kiểm tra rất kỹ rồi. Toàn bộ thông tin về công ty đều là giả hết. Chỉ là một công ty ma thôi chị ạ. Mình bị lừa rồi. Nếu như mà đúng thế thật thì mình biết phải làm thế nào với lô hàng ngay bây giờ hả chị? Rồi. Để tôi gọi lại cho cậu ta.
Cô làm sao không? Có chuyện gì đấy? Alo. Chị My, lô hàng của mình vừa bán được hết trong vòng một nốt nhạc rồi đấy chị ạ. Cái gì? Còn nước còn tát. Bọn em đăng lên bán được ít nào hay ít đấy. Không ngờ lại có nhiều người mua đến thế. Mỗi người mua hàng lại mua rất nhiều sản phẩm. Cho nên lô hàng của mình bán được hết rồi chị ạ. Viên uống trắng da Nai Beauty thì sử dụng công nghệ nano glutathione độc quyền tại Việt Nam và tác động sâu vào các tế bào nám này, đào thải hắc tố melanin và kích thích sản sinh collagen, mang lại hiệu quả trắng da một cách nhanh chóng. Da trắng này hồng hào, mịn màng và khỏe mạnh. Và em sẽ cho mọi người xem sản phẩm Nai Beauty nhé. Đó, và sản phẩm này thì còn số lượng rất là ít, thế nên là mọi người hãy nhanh tay chốt hàng tại livestream này để được mua về giá ưu đãi nha. Cậu tìm hiểu giúp tôi cái việc này nhá. Alo, anh đang đứng ở đâu đấy? Rồi, anh đợi tôi một xíu rồi tôi ra nhá. Anh là ai đấy mà tại sao giúp tôi? Cô phát hiện ra rồi à? Anh nói đi, anh là ai? Nhưng mà tại sao lại giúp tôi? Chỉ vì là tôi quý My, muốn gặp My. Từ hôm lần đầu tiên phát hiện ra cô lấy chiếc túi sách giúp cho người phụ nữ bị tên trộm kia cướp, tôi đã thấy cô là một người rất thú vị rồi. Nhưng mà anh chỉ là bảo vệ thì lấy đâu ra nhiều tiền mà để giúp tôi? Thật ra là muốn có cơ hội tìm hiểu My nên tôi mới xin vào làm bảo vệ thôi. Chứ thật ra, truyền thống của gia đình tôi là kinh doanh. Công việc của tôi là quản lý một công ty. Chuyện như thế mà anh không nghĩ ra được đấy à? Tôi biết, cô là một cô gái tốt bụng. Chỉ là chúng ta có hiểu lầm thôi. Tôi thấy công ty của cô khó khăn là muốn giúp đỡ. Không ngờ lại bị cô phát hiện. Anh thuê người mua tất cả là số sản phẩm của tôi đấy à? Không, tôi có thuê đâu. Tôi thấy công ty của My thanh lý sản phẩm nên đưa tiền nhờ bạn bè cũng như họ hàng của mình mua lại sản phẩm của công ty My, rồi phân phối cho các đại lý, cộng tác viên bán hàng trên livestream. Thấy sản phẩm khá tốt và chất lượng, nguồn hàng chạy rất nhanh và bán được khá nhiều. Tôi bán được gần hết rồi đấy, cô yên tâm không phải lo đâu. Vậy mà tôi cứ hiểu lầm anh. Anh cho tôi xin lỗi nhá. Dù sao cũng cảm ơn anh. Chỉ cần được nhìn thấy My mỗi ngày là tôi vui rồi.